Chế dầu ăn vô, hôm nay em xào hủ tiếu cho anh Mô anh ăn. Anh mới đi mà về với em xào hủ tiếu cho anh ăn ha. Em chờ anh về, đặng em xào nó mới nóng á. Rồi, tỏi vô. Tỏi nhiều nó thơm. Hôm nay xào hủ tiếu với thịt ba gọi nha. Giờ tỏi thơm quá chí rồi, cho ba gọi vô. Mình bỏ cà rốt vô luôn cho nó chín. Bỏ trước đi, cà rốt nó lâu. Nêm nè, muỗng hạt nêm. Cái dầu hào. Bỏ đường ít thôi, con anh nó kêu em là cho anh ăn ít ngọt à. Rồi giờ nó chín nó sệt rồi nè. Rồi cho cái thìa vô. Rau nó chín rồi mình bỏ hủ tiếu vô một cái nè. Đó, trộn trộn lên vài cái nữa là hai anh em mình dọn ra ăn ha. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Bữa nay Lưu Chi làm món củ tiếu xào thịt với cải thìa, gói bánh tráng rau sống thêm cả nhà. Anh Mô anh có mua thêm trái dưa hấu nữa. Để có bạn nào kêu làm chảo hủ tiếu đi đó. Rồi em làm. Rồi có bạn nào kêu mần gà mần vịt gì đó, nhưng mà thôi giờ chưa có tiền mình ăn mấy món này trước ha anh. Thì nào có tiền thì bằng con gà con vịt mình nấu, mình kiếm ăn mình nấu ha. Rồi thôi em mời cả nhà dùng hủ tiếu với hai anh em nha. Rồi mời cả nhà dùng hủ tiếu xào với em với Chu Chi nha cả nhà. Hủ tiếu này nãy quên cắt ra dài thòn nè anh. Dài dài gói cho đã. Anh thấy em làm dĩa nước mắm thấy hấp dẫn không? Hấp dẫn. Có ông anh thì cũng được, có hai dặn mua dưa hấu cái là đi làm về cái treo anh xe chế dưa hấu liền ha. Phải mua, dặn là không mua, mình hứa mình không mua sao được. Rồi em mời cả nhà. Cuốn bự dữ vậy. Rồi em mời cả nhà ăn. Nước mắm ngon quá. Thì sáng nay anh làm gì? Ha thì anh đi bẻ bắp với anh chở bắp về. Mời chiều gì đi làm á, đem theo cái nón đội vô nha. Anh thấy anh đen dữ lắm luôn rồi đó.
Thế em giặt sạch rồi cái em phơi rồi nó sạch sẽ rồi anh lấy anh đội anh đi làm. Bữa nay em nấu em bỏ đường ít á, con anh á. Ừ. Con anh nó dặn chú đừng cho ba con ăn ngọt nhiều. Cải thìa này sao có chiếu nó giòn, nó giòn nó thơm thơm ngon lắm cả nhà. Cải thìa này. Cái thì là sao nó ngọt ha. Một tí quên cắt ra. Dài quá dài à. Cũng tại anh không à. Hồi đó em ăn ít lắm. Từ ngày mà em coi anh ăn với em ở chung với anh tới giờ ha, em ăn nhiều á. Nhiều lên ăn nhiều lên cho sức khỏe mà khỏe hơn đi làm. Em bữa nay em cũng đi làm rồi. Trời mới mưa à, không có tưới nữa mà em đi rễ phân. Ông chủ vườn ông dễ thương lắm, hồi sáng này ông cũng vô ông mua cho em một ly cà phê. Ở đây người ta dễ thương ha. Ừ. Rồi ông chỉ em gãi một lốc vậy đó là mấy có cái ca nhỏ nhỏ đó. Mấy ca. Liều lượng vậy đó rồi gãi rồi cho nó đều á. Hôm qua mưa thì cũng không lớn lắm, rồi bữa nay gãi rồi xong rồi tưới nhẹ lại cho nó tan. Mưa rồi cái bữa nay không có mưa, không hét, không nắng quá cả nhà. Bữa nay phải tưới lại, tưới nhẹ lại đó. Nè thì tưới xuống á, bật cầu dao lên à, mình canh thời gian là mình tắt. Ta làm đường ống với chân hả? Ta gắn hết trơn, góc nào cũng có ống vậy nó quay á. Coi thu ngày 2-3 ngày anh mới cạo một bữa mà. Rồi hết mùa bắp này rồi kiếm chuyện khác làm chứ. Hết mùa bắp rồi qua tới tiêu đều gì á. Ở đây mà người ta không gắn ống vậy chứ tưới mà chắc tưới tay tưới chắc tưới không nổi này ha. Thấy ở đâu ai cũng gắn ống, ta tưới cho người ta đâu có tưới tay đâu. Tưới nước suối với nước giếng không à. Ở bên đó có cái bồn lớn rồi sâu đó, mà tích nước dưới đó đó, mình bật motor lên cái là chạy à.
Ta là âm ở dưới luôn á ha. Ừ. Kiếm rồi kiếm đi trời. Bởi vì ăn đường nó ngọt. Kiếm bu nè bởi vì con anh kêu không cho ăn đường nữa. Chi không bữa nay em ra vườn kiến cắn em muốn chết luôn á. Cái gì? Chắc nghỉ ăn đường luôn quá. Bữa nay bên anh đi làm có gì vui không? Kể em nghe coi. Có. Đó thì làm đi hái bắp á, chứ mình dậm miên lên miên ngổ kiến nó cắn quá trời, cái tự nhiên cái đi lại kia dắp một cái gặp con vít trà bá luôn. Hết hộ hết kia trời. Rồi thấy con vít rồi có đập nó không? Chạy ông kia ông Hoàng Trung chạy lại ông đập. Anh đi đón rít dữ lắm. Anh đi làm anh phải đổi nón vô, anh mang ủng vô. Cái này gắn rít dữ lắm. Bữa nay ông chủ ông Thương đi làm cho ổng có uống toàn trà đường không? Nói ổng ổng quậy miêu khích trà đường luôn. Múc nói ổng cho em uống nước lạnh được rồi, uống nước đường rồi, con em nó không cho. Mình nói chơi thôi chứ mà mình làm cho người ta, mình nói vậy người ta giận hết anh ha. Đúng rồi, người ta cho mình uống gì mình uống đó ha. Mình đâu có dám từ chối đâu. Ở đây ngộ người nào từ chối cái chủ nhà người ta, cái mặt người ta buồn hiu à. Mà mình nín thinh vậy đó, người ta thương mình, người ta hồi cái đem cục hơi, hồi đem trà đường mình uống. Ở đây người ta lịch sự lắm cả nhà, ta quý người làm lắm. Ở đâu cũng lịch sự mà, kiểu như mình mần mà người ta thấy mình thiệt tình đó thì người ta thương. Kệ đi làm miếng trưa về cho hai anh em mình quay clip là vui ha anh ha. Ừ. Làm ta biết chuyện lắm. Bởi vậy bữa nay anh về rồi em cũng về ăn lượt luôn đó. Chứ thường ngày thì em ở nhà thì em nấu trước. Về ăn lượt luôn rồi hai anh em mình nấu xong rồi quay rồi ăn luôn. Em mua cải này trúng anh nè, anh khoái cải trúng ý rồi phải không? Nãy nói quên cắt củ tiếu ra phải không? Ừ. Dài thiệt. Nói chưa già mà quên hết trơn rồi. Mình gấp quá ha. Ừ.
thì sợ anh đói bụng cái gì làm gấp nè. Quên chứ anh, nhiều khi quên trước quên sau. Khi đóng cửa lại còn quên chìa khóa xe trong nhà mà. Quên gì quên chứ, đi làm mà chiều về cũng nhớ lãnh lương chứ không quên ha. Quên luôn cũng được. Ở đây dễ gì người ta quên, mình quên thì người ta cũng nhắc mình à. Chiều cái người ta phát tiền người ta nhắc mình rồi. Chứ mà quên thiệt, hai anh em nhìn đói thiệt à. Anh em nhìn đói luôn đó nha. Người ta quên đưa cái nắng ná làm hoài luôn á. Thôi, hôm nay tối rồi chưa về. Có khi nào phụ anh mấy không? Ừ. Phụ dẻ nha anh không? Phụ dẻ anh. Hả? Ừ. Em tưởng kêu phụ ăn chứ. Thì nó dẻ quá. Này em sợ anh không no nữa. Không no. Anh biết sao mà ông chủ vườn ổng thương mình dữ vậy không? Ừ. Ổng cũng người miền Tây á. Ổng ở Tiền Giang, ổng lên đây á. Ổng ở Tiền Giang hả? Tiền Giang. Mình thì ở Vĩnh Long sát bên à, ổng rủ này nữa mà. Để em về em nói anh. Ủa gì? Ổng rủ tối hai anh em chạy qua bển nhậu. Nghe nói nhậu cái khoái anh một. Không gài lâu rồi đâu nhậu. Lên tới nhà đi nhậu rồi 3 giờ khuya thức đâu nổi. Nè anh ăn hủ tiếu gì rồi chưa, anh vô làm rồi nó sốt ruột không? Ăn cơm nó mới no chứ. Nó không. Đấy, chút xíu nữa treo gối miệng xe đó rồi vô chòi á. Vô chổng rồi có đói thì mình nấu ăn. Thôi mà đem hai gói đi chứ gói anh ăn không đủ nữa. Em biết cái sức anh mà. À không ăn thì nhịn luôn, ăn là phải ăn cho nó no. Ủa ăn sớt. Phụ gì phụ mà cứ đừng phụ lòng mà được ha. Phụ lòng mà chết luôn. Này em thợ hủ tiếu ngon nè, làm nước mắm cũng ngon nữa, rau xanh ngon. Rau này sáng em mua luôn hả hay là em mua? Hiếm hiếm rau ấy ha. Ừ, cũng nhiều cũng đầy mà biết không, nó hơi mắc. Như với mình mua dĩa rau này chừng 15.000 thì trên đây người ta bán 20.
ngồi ăn về lâu lâu gió luồn vô mát dễ sợ ha. Hai anh em niềm vui quay YouTube thêm vậy á, chứ nó có động lực nhiều lắm, chứ mà phải chi mà đi làm không thì về tối nằm chèo eo rồi ở đây nghe chim rồi nghe cái gì nó kêu nó hú, trời ơi nó nằm chắc rớt nước mắt luôn á. Ban đêm mà nghe con này con kia nó kêu á anh, trời ơi mấy bữa em mới lên hả em buồn não ruột luôn á, nếu mà không có anh này chắc em về rồi đó. Rồi xong rồi cái hai anh em mấy bạn quay YouTube nè, rồi cảm thấy cuộc sống đỡ đỡ lên chút xíu cũng có niềm vui. Rồi mà nhờ các anh bạn, nhờ các cô chú anh chị ủng hộ, rồi hai đứa em có nhiều cái động lực á, rồi nhiều cái vấn đề cái niềm vui nữa, rồi tối hai anh em đứa cái võng rồi đọc bình luận, có bình luận nào vui cái anh đọc cho em nghe rồi em đọc cho anh nghe. Cũng cảm ơn anh chị cô chú đã lời khen cho tướng Thu Mô. Tướng Thu Mô cũng chúc anh chị cô chú nhiều sức khỏe, với lên đây động lực cho tướng Thu Mô phát triển làm thêm, chứ lên đây buồn nhớ mấy đứa con cũng gầu lo hoài. Cũng nhờ động lực của cô chú anh chị em ủng hộ mình cũng đỡ buồn, khen lại trong hai anh em mình đi lên rồi cố gắng làm một cái gì đó, mình cố gắng giống như mình suy nghĩ là mình có cái mục tiêu để mình phấn đấu đi, giờ suy nghĩ vậy đi là mình cố gắng mình làm sao cho đạt được nút bạc đi. Nhưng mà mình tới đó bắt đầu mình suy nghĩ trong bụng mình vậy đi, là mình cố gắng là có ngày thì cũng được thôi. Mình thì ăn nói thì vụng về, làm đồ ăn thì cũng không có hay, nhưng mà điều là nhờ cái sự mà giúp đỡ của cô chú, chỉ cần cô chú anh chị coi video là đang giúp đỡ cho tụi em đó. Không nhắc thì thôi, tới chừng nhắc cái mấy đứa nhỏ là tự nhiên trong lòng của em muốn ngấu ngất, cái hai con mắt nó muốn đỏ gừng cả nhà, bởi vì em thương hai đứa con em dữ lắm. Mà mấy đứa con anh nó cũng có hiếu mà, nó cũng dặn dò em cái này kia để ý đồ anh. Thôi tranh thủ ăn rồi mình còn đi làm đó anh ơi, cuốn ra hết luôn đi rồi ăn cái nữa rồi. Hai anh em tranh thủ, bây giờ người ta nghỉ cho mình nghỉ trưa cũng có hạn à, như mới ngày đầu tiên nữa em cũng không có dám chậm trễ. Mình ngày đầu tiên mà mình vô mình lơ là rồi những ngày khác rồi sao nữa, mình làm phải có trách nhiệm.
Bây giờ mình làm mình cái gì mình hứa người ta làm mà mình phải có trách nhiệm trong đó. Thà mình tới sớm. Ngon quá. Ăn hết luôn không bỏ phí gì hết ha. À. Hai anh em mình làm tráng miệng cái. Dưa hấu anh mua đỏ ngon quá ha. Nè, công mua nè, công mua ưu tiên nè. Em mời cả nhà ăn dưa hấu với em nha. Rồi em cũng mời cả nhà luôn. Thế này em cắt có nửa trái à? Nó còn nửa trái chút xíu anh đi làm anh đem theo nha. Vô chổng anh chia cho cái anh làm chung ăn với hai anh em mà sẽ ra ngượng miếng. Bữa nào nghỉ trưa rủ ảnh qua đây ăn cơm luôn. Bữa nào rủ ảnh qua ăn. Nhà mình thì tiền không có chứ còn tình nghĩa với tình cảm là đầy ắp luôn. Trời nắng này mà ăn dưa nó mát ha. Ngọt đã. Nửa trái mà nhiều quá anh ha. Trái bự mà. Anh mua trái trái dưa này nhiêu tiền? 30.000. Cũng rẻ chứ không mắc. Có ông anh thương em múc về cũng được rồi. Nói thèm cái là không có quên ha. Chứ em cũng thương anh chứ bộ nãy em về em có mua gói thuốc cho anh đó. Em để trên đầu tủ rồi á. Anh đi làm anh nhớ đem theo vô chổng hút nha. Giờ còn 3 miếng nè. Đó, em ăn miếng à, anh 2 miếng chứ em cũng no.
No quá no à cả nhà ơi. Thôi hai anh em của em xin phép được chào tạm biệt cả nhà nha. Bye. Bye.